Marcio dùng tốc độ rất tự tin, tiếp tục là Marcio. Marcio căng vào cơ. Tình huống phản lưới nha. Và thắng đến với đội chủ nhà theo cái cách vô cùng bất ngờ. Và đã khiến cho huấn luyện viên Bejiquan thực sự phải ngỡ ngàng. Niềm vui của các cổ động viên Nam Định trên khán đài sân Thiên Trường. Đó dường như là một tình huống mà pha phản lưới thuộc về trung vệ Thanh Bình bên phía Viettel. Gương ngoặt của trận đấu đã đến vào một thời điểm tương đối nhạy cảm. Và nó đến từ một sai lầm của cao thủ Viettel. Đúng là Thanh Bình nỗ lực nhoài người để phá bóng của Thanh Bình đã khiến quả bóng trôi đi theo một quỹ đạo mà Nguyên Mạnh không thể làm gì hơn. Và xoạc bóng trong tư thế quá với của Thanh Bình.